Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục xã hội chủ nghĩa, thêm trần trụ nữa suy thoái. Hình ông Nguyễn Xuân Phúc gần gũi với ông Thích Thúc Trái Minh được gợi người dân nhớ đến một ông nguyên thủ quốc gia mê tín nặng nề. Ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từng nắm chức Thủ tướng 5 năm, lẽ ra với vai trò như vậy, ông Phúc nên đặt giáo dục lên hàng đầu. Tuy nhiên, giáo dục xã hội chủ nghĩa cũng bị ông Chủ tịch nước quẳng vào sọt rác khi chính ông đưa đứa con trai duy nhất của mình, noi gương con cái những người tiền nhiệm ở ghế thủ tướng trước, sang Mỹ du học cho chắc ăn. Hiện nay, con cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khá kín tiếng và con ông Chính cũng đã trưởng thành nên cũng không noi gương cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho con đi du học phương Tây. Như vậy thì trong bốn chân trụ của tứ trụ thì hầu hết hai người là suy thoái đạo đức và đưa con cái theo các nước tư bản phương Tây để du học. Đây là hình ảnh ông Phúc đã cho con trai tị nạn giáo dục tại Mỹ. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa bị gông cùm giáo điều của Đảng mà nó trở nên bệ rạc thực sự. Chính ông Vương Đình Huệ đã nhận ra điều đó và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận ra điều đó. Nhưng ai cũng giả vờ nói lời hay ý đẹp về một nền giáo dục tốt đẹp do Đảng nặng ra. Sáng ngày 5 tháng 9, hàng loạt quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam túa ra các trường đánh chống khai giảng năm học 2022-2023. Lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc đến trường Trung học Phổ thông Chuyên khoa Học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để đánh chống khai giảng năm học mới ở đây. Cũng giống như ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói những lời có cánh về một nền giáo dục lấy dân làm gốc. Ông Chủ tịch nước nói thì nghe hay lắm, nhưng con trai của ông là Nguyễn Xuân Hiếu thì lại được ăn học tại nền giáo dục tư bản bóc lột về làm chính trị. Cũng giống như mọi quan chức khác, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã giáo dục huấn thầy cô và học sinh Việt Nam một đường nhưng hành động lại một nẻo. Nếu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt thì tại sao ông Chủ tịch lại vung một núi tiền cho con trai đi du học tư bản để làm gì? Hành động đó không khác nào trắng trợn chà đạp lên nền giáo dục của Đảng Cộng sản và Bác Hồ của Đảng đã dựng lên. Toàn bộ quan chức từ cấp cao xuống cấp thấp đều đang đánh lừa người dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tại một buổi lễ khai giảng. Việc chối bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa trắng trợn như vậy nhưng ông Phúc lại cổ vũ cho mê tín dị đoan. Vào năm 2016, khi ông Nguyễn Xuân Phúc đang làm thủ tướng thì ông Thích Trúc Thái Minh, người đứng tên giám đốc công ty Ba Vàng Quảng Nam, mục đích thành lập công ty này là để kinh doanh mê tín dị đoan, một nghề kinh doanh đang hái ra tiền mà không phải đóng thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam khởi công từ năm 2016 và ông Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đứng ra nhận hàng tỷ đồng tiền ủng hộ xây chùa Ba Vàng, nhưng sau đó dừng dự án. Tuy nhiên, dự án đã bị dừng sau đó vì nguyên nhân được cho là ăn chia không đều. Người Cộng sản được cho là vô thần, họ từng chống đối giáo hội và các giáo phái khác cũng như Phật giáo, nhưng họ lại mê tín dị đoan rất nặng nề. Điều này có lẽ đã đi ngược với tư tưởng cốt lõi của Đảng Cộng sản. Trong quá khứ, Đảng Cộng sản đã từng phát động phong trào đập phá chùa chiền, đền miếu, và bây giờ chính người Cộng sản lại mê tín nặng nề, và chính ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong những con người như thế. Đây là hình ảnh có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư cuối cùng không suy thoái đạo đức theo quan điểm bảo thủ của ông. Ông Nguyễn Phú Trọng đang bảo vệ giá trị của Đảng Cộng sản. Những gì mà Cộng sản cho là tốt thì ngay cả người Cộng sản đã leo đến tứ trụ còn chối bỏ giáo dục xã hội chủ nghĩa, đồng thời sa ngã vào cõi mê tín. Vậy thì ông tổng bí thư trong sạch đảng của ông như thế nào đây? Và còn bao nhiêu người nữa giữ những giá trị cũ mà Đảng Cộng sản đã đề ra từ nhiều năm trước đó? Có lẽ không nhiều. Và thậm chí cũng chẳng còn ai. Và rất có thể khi ông Nguyễn Phú Trọng nhường ngôi thì người kế vị của ông lại là người suy thoái đạo đức và lối sống theo cách mà ông định nghĩa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và ông Thủ đã bối rối như thế nào. Sau khi dùng truyền thông la toáng lên về tình hình bi đát của Bộ Y tế tại Việt Nam với ông Thủ tướng thì mới đây ông Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo giải quyết. Ông Thủ tướng có vai trò chỉ đạo liên ngành nên sẽ dễ giải quyết vấn đề
hơn là một mình bà quyền bộ trưởng phải làm. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều ngày 3 tháng 9, ông Phạm Minh Chính giao trách nhiệm giải quyết về chuyện giao mổ y tế rạch 3 lần mới qua ra cho Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Y tế giải quyết. Đến hình ảnh, ông Thủ tướng đã phải nghe và giải quyết cho Bộ Y tế. Với một số kiến nghị của tỉnh Phú Thọ liên quan đến lĩnh vực y tế, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư cho cơ sở y tế khi thực hiện chủ trương xã hội hóa, ông Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo liên ngành giải quyết cho rốt ráo vấn đề này. Như vậy là sau 2 tuần kể từ ngày ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe than phiền về việc khi thực hiện bệnh viện phải chọn loại thuốc, vật tư giá rẻ, có bác sĩ ngoại khoa đến gặp ông bức xúc nói rằng trước đây dùng dao mổ tốt không vấn đề gì, nay mua dao rẻ thì phải rạch 3 lần mới qua da người bệnh. Lần làm việc này, bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã cho ông Phạm Minh Chính xem tình hình của Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất của cả nước đang tự chủ tới 100%, gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên. Bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, tức là vay của ngân hàng. Nhưng sau thời gian hoạt động do Covid-19, một số nhà đầu tư lại phải rút lại cam kết, bệnh viện này đã gặp rất nhiều khó khăn. Với cách cho ông Thủ tướng thấy tận mắt để chỉ đạo liên ngành của bà Đào Hồng Lan, xem ra rất hiệu quả. Các vấn đề của ngành y tế hiện nay, ông Phạm Minh Chính cũng đang kéo Bộ Tài chính vào để cùng giải quyết. Nhiều người đánh giá bà Đào Hồng Lan làm việc hiệu quả hơn ông Nguyễn Thanh Long trước đây. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã từng để lại cho ông Nguyễn Thanh Long một mớ hỗn độn ở Bộ Y tế. Nhưng ông bộ trưởng này không giải quyết mà còn làm cho nó trở nên nát hơn. Vụ chính phủ đòi rút 800 tỷ của Bộ Y tế chuyển cho Bộ Giao thông Vận tải bị chặn lại, không biết đã có bàn tay tác động nào của bà Đào Hồng Lan hay không, bởi cơ quan chặn khoản tiền này chính là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là hình ảnh làm khó bà Đào Hồng Lan rồi lại giải thích. Việc chính phủ chuyển 800 tỷ đi trong khi Bộ Y tế đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết là cách làm không hợp lý. Để giải thích cho vấn đề này, phía chính phủ đã nói rằng ngân sách giao cho Bộ Y tế là 14.000 tỷ đồng, vốn đầu tư, thời hạn giải ngân trong 2 năm 2022-2023. Đến nay, gần 13.200 tỷ đồng được phân bổ cho 144 dự án, còn lại 802 tỷ đồng. Việc dùng tiền không hết, trong khi đó Bộ Y tế thì đang rất cần tiền để giải quyết vấn đề nội bộ bên trong ngành là trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Long. Đáng lý, ông Phạm Minh Chính để cho bà Đào Hồng Lan khắc phục những bê bối dưới thời ông Nguyễn Thanh Long, thì ông Thủ tướng lại vội vàng chuyển đi, gây rất nhiều phê phán trên mạng, thì ông Thủ tướng cho giải thích một cách hết sức lúng túng. Có lẽ nhiều bộ trưởng khác cũng cần phải học bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, quần cho ông Thủ tướng phải toát mồ hôi ra như thế, để ông Thủ tướng đun đẩy xuống cấp dưới thì mọi chuyện sẽ hỏng đi. Và để đun đẩy việc cho ai thì là chỉ đạo liên ngành. Những bế tắc của ngành y tế trong nhiều năm qua là thiếu sự chỉ đạo liên ngành. Ngoài lỗi của các vị bộ trưởng tiền nhiệm thì trong đó lỗi không nhỏ thuộc với ông Thủ tướng điều hành chính phủ, mà ông Phạm Minh Chính phải là một phần chịu trách nhiệm cùng với những người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng cần nghe lời bà quyền bộ trưởng. Hiện chính phủ đã có nhiều vấn đề, mỗi bộ cứ làm việc một cách rời rạc, vì thế mà phát sinh càng thêm nhiều vấn đề. Không biết ông Thủ tướng Chính phủ thấy cần phải theo ý bà quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan hay ông thấy khó chịu như vậy. Nếu ông thấy khó chịu thì chính phủ chẳng có gì mới cả. Ông nào làm Thủ tướng cũng như nhau.